Kè biển ở Quảng Ngãi bị sóng biển đánh tan hoang, nhiều nhà dân bị uy hiếp. Bờ kè bê tông kiên cố ở TX, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị sóng biển đánh tan hoang, gãy đổ và uy hiếp nhiều nhà dân. Chiều mùng 4 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TX, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh Hùng cho biết, do mưa bão thất thường và sóng lớn nên một đoạn bờ kè bê tông ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh bị sóng đánh sập, gãy đổ. Theo ông Hùng, do tác động trực tiếp các đợt mưa, bão từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2022 và chiều cường khiến sóng biển dâng cao đã gây hư hỏng công trình kè và sạt lở bờ biển nghiêm trọng, đe dọa an toàn nhiều nhà dân. Cụ thể, tại điểm cuối phía nam của công trình, vị trí khung kè số 20, số 21 và số 22 có kiện đúc sẵn trong khung phần mái ta luy. Khung bê tông cốt thép và phần đường bê tông bị sập đổ hoàn toàn, đất đắp bên trong bị cuốn trôi, gây xói lở đường đi. Các vị trí khung kè nằm gần khung kè bị sập, gãy phần đất bên trong bị sóng cuốn đi, tạo hàm ếch dẫn đến nguy cơ sụp đổ. Không chỉ gây hư hỏng kè, sóng biển dâng cao còn gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển dọc theo tổ dân phố Thạnh Đức 1 với tổng chiều dài khoảng 400 mét. Ăn sâu vào đất liền nhiều đoạn từ 20 đến 50 mét, trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều nhà dân với hàng trăm nhân khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TX, Đức Phổ Võ Thanh Hùng cho biết, trước mắt để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, địa phương đã vận động và di rời các hộ dân đến nơi ở an toàn. Đồng thời, tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, sạt lở để kịp thời tổ chức di rời, sơ tán ngay các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng thường trực để cảnh báo, hướng dẫn cho người, phương tiện qua lại. Để hạn chế tạm thời tình trạng sạt lở bờ biển, địa phương sẽ cho thả đá rơi để gia cố bảo vệ tạm thời các điểm sạt lở, ngăn sóng chống xâm thực và bảo vệ các khung kè còn lại. Được biết, công trình kè chắn sóng chống sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh có chiều dài 302 m, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Công trình được đưa vào sử dụng từ giữa tháng 11 năm 2019 với mục tiêu nhằm bảo đảm an toàn cho 60 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng của sạt lở. Trong đó có 20 hộ dân với 105 nhân khẩu bị tác động trực tiếp do sạt lở gây ra.